Rồi chào anh em nha. Tình hình là hôm nay em nhận một cái máy, hiện trạng là đã bị lỗi đơ cảm ứng, treo cảm ứng, không có hoạt động được nha. Chào mừng các bạn đến với kênh We Cao Tu. Kênh của mình là chuyên phân phối và lắp đặt màn hình Android Auto KTAC và review một số dòng sản phẩm liên quan đến màn hình Android, cũng như là hướng dẫn các bạn xử lý một số lỗi nhỏ mà màn hình thường hay mắc phải. Chào anh em nha. Tình hình là hôm nay em nhận một cái máy, hiện trạng là đã bị lỗi đơ cảm ứng, treo cảm ứng, không có hoạt động được nha. Cách thay thế thì chỉ có thay cảm ứng, mặt cảm ứng khác này vô thôi. Rồi, trước tiên là tháo ốc dưới phía sau màn hình. Tháo cái này ra thì mình mới tháo được cái mặt cảm ứng ở ngoài nó ra được nha. Tại ở trong nó có dây, cái dây của cái mặt cảm ứng, mình rút cái đó ra luôn. Rồi sau khi tháo mấy con ốc ở phía sau với mặt màn hình thì mình dỡ ra được vậy nha. Thì tiếp theo là tìm cái rắc của cái cảm ứng, rút nó ra. Rút ra rồi. Bây giờ mới tới công đoạn là thay thế, tháo cái mặt bị lỗi. Rồi tháo luôn cái khung nhôm phía sau nha. Nó sẽ được như vậy. Một tấm mặt kính hiển thị, phía dưới là cái tấm kính cảm ứng. Rồi cái đoạn này làm hơi lâu chút xíu cho nên mình dừng lại nha. Rồi sau quá trình tách keo thì mình sẽ tách được cái mặt miếng cảm ứng. Rồi như vậy. Mặt kính hiển thị thì mình giữ lại, tại vì nó vẫn còn sử dụng được. Mình chỉ thay cái mặt cảm ứng thôi. Rồi. Rồi tiếp theo là quá trình xử lý bụi nha. Xử lý bụi cho nó sạch cái phía trong cái mặt kính hiển thị này, để khi mà mình lắp cái mặt cảm ứng vô nó không có bị bụi nằm trong đó. Cái này anh em phải làm kỹ nha, nếu mà anh em tự làm phải làm kỹ. Với lại những cái dây rắc mà của cái mặt cảm ứng hay là những cái dây rắc của mặt kính hiển thị, khi mà rút ra cũng phải rút từ từ cẩn thận. Lắp vào rồi cũng phải lắp từ từ cẩn thận, nó đứt nó gãy là hết sử dụng được luôn đó nha. Rồi giai đoạn cuối cùng là lắp ráp lại màn hình với cái mặt kính cảm ứng được thay thế mới. Lắp lại. Anh em làm cái này phải thật cẩn thận nha. Ban đầu mình tháo làm sao thì khi lắp lại thì mình lắp y chang như vậy, làm ngược lại như vậy. Rồi cuối cùng là hoàn thiện nha anh em, đã thay thế xong cái mặt kính cảm ứng. Bây giờ mình thử lại thôi. Rồi anh em lưu ý nha, cái này nếu mà máy mà bị hiện trạng như vậy, tình trạng như vậy thì nếu còn bảo hành thì mình gửi cho cửa hàng người ta bảo hành cho mình. Khi nào hết bảo hành thì mình mới thay thế như vậy nha. Rồi anh em nào có câu hỏi gì thì comment phía dưới, mình sẽ trả lời. Nếu thấy video mà thấy hay thì like hoặc là bấm đăng ký để xem những cái video tiếp theo. Rồi cảm ơn anh em nha. Bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay hữu ích, hãy bấm vào nút like, nút đăng ký
và bấm vào cái chuông để xem những cái video mới nhất. Đừng quên để lại comment phía dưới những câu hỏi, những góp ý để kênh của mình hoàn thiện hơn.